Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục giải đề thi học kỳ 2 của chương trình tiếng Anh lớp 6 thường hệ 7 năm. Rồi, chúng ta làm bài phát âm bottles, grams, boots, onions. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu C, boots, trong khi mấy kia đọc là Z. Câu số 2, meat, bread, beach, tea. Rồi, câu A, câu C, câu D sẽ đọc là E, trong khi câu B đọc là E, bread. Câu số 3, light, đọc là I. Câu B, kite, chữ Y đọc là I luôn, high, thin, vậy đáp án sẽ là câu D này. Câu số 4, gray, black, stay, play, rồi chắc chắn sẽ là câu B rồi. Rồi, xuống bài dưới này, onion, lemon, nấy, milk, mineral, water are drinks, đồ uống ha, những cái thứ này được gọi là đồ uống này. They sometimes have a picnic, vào buổi chiều thứ bảy á, nhớ, thứ là sẽ on, on Saturday afternoon. Either, đây là câu hỏi nhé, câu nghi vấn chúng ta sẽ any được không? Is there any apple juice in the bottle? No, there isn't. Câu số 8, cô gái bán hàng nè, hỏi bạn muốn bao nhiêu thịt bò, các bạn lưu ý, hỏi số lượng, chúng ta có hai từ, đó là how much hoặc là how many. How much là cộng với danh từ không đếm được, còn how many cộng với danh từ đếm được số nhiều, thịt bò là không đếm được, cho nên chúng ta sẽ xài how much. Rồi, câu số 9, how gì? This apple, 30,000 đồng, 30,000 đồng. Đây là hỏi giá tiền thì mới trả lời tiền. Hỏi giá tiền thì cả đời cả kiếp chỉ có là how much thôi. Câu số 10, tôi như thế nào? Tôi muốn một ly trà đá. Ở đây tôi khát thì tôi mới muốn trà đá. Khát là thirsty. Câu số 11, my friend and I often chụp hình sẽ là take. Chụp hình là take photo. Là một cụm từ rồi, chúng ta chỉ nhớ để làm thôi. Câu số 12, next weekend là dấu hiệu của thì tương lai gần. Tôi sẽ đi thăm ông bà của tôi vào tuần tới. Tương lai gần là am, ia, going to, cộng động từ nguyên mẫu là câu D nè. Câu số 13, Linda hỏi nè, how often là hỏi mức độ thường xuyên, bạn có thường xuyên chơi video game không? Ở đây câu hỏi chúng ta phải mượn trợ động từ do đơ để trước chủ ngữ. How often do you play video game? Câu này là đúng nhất. Câu tiếp theo, bạn Nam nói cái gì mà bạn Tom bảo là đón ý kiến hay đấy, chắc là rủ nhau đi đâu đó. How about going to the beach? How much milk do you need? Là bạn muốn bao nhiêu sữa này? Do you like camping? Bạn có thích đi cắm trại hay không? Nếu mà hỏi do you like camping thì phải trả lời là yes I do. Câu B này, what would you like? Là bạn thích cái gì? Câu D, how about going to the beach? Thế còn đi biển thì sao? Là rủ rê đề nghị nè. Rồi. Ở nhiều nơi trên thế giới thì có 4 mùa trong một năm, chúng là mùa xuân, hạ, thu, đông. Mùa thì khác, cái gì thì khác trong đọc đoạn văn sau và làm ở bên dưới này. Đâu rồi? Đây, ghi những này vô này. Cái gì thì khác trong suốt mỗi mùa, thời tiết ở câu này sẽ là thời tiết sẽ là weather. Câu số 2, in the spring, vào mùa xuân thời tiết thì luôn ấm, cây bắt đầu mọc và ra lá mới, đâm chồi nảy lộc đấy. Có những bông có rất nhiều hoa vào mùa xuân này. Mùa hè thì là cái mùa nóng nhất trong năm, nóng nhất là hot, hot state. Và dài nhất và ngày dài và nắng. Có nắng và có ngày nắng dài. Vào mùa hè thì cái ngày thì dài và đêm thì ngắn. Mọi người thường là often go swimming and have many outdoor activity in the summer. In the fall or autumn the weather is usually cool. Vào mùa thu thời tiết luôn mát. It's either season of fruit, đó là mùa của hoa quả. Winter is the coldest season, mùa đông là mùa lạnh nhất. The day are short, ngày thì ngắn, and the night are long. The nights are long, ngày đêm thì dài. Many trees have no leaves, nhiều cây không có lá. And some animals enter a deep sleep, và nhiều con vật thì ngủ sâu, gọi là ngủ đông đó. Farmers are always busy, người nông dân thì luôn luôn bận rộn, làm việc bận rộn, working. In the summer and the fall, school children like summer best because học sinh thì thích mùa hè nhất bởi vì họ có kỳ nghỉ hè dài. Because. Rồi chúng ta trả lời này. What the weather like in the fall? Vào mùa thu thời tiết như thế nào? The weather is usually cool. Chúng ta sẽ viết là is. The weather is usually cool. Cool. Trời luôn mát. Và mùa nào mọi người có nhiều hoạt động ngoài trời? Đây nè, activity outdoor.
Vào mùa hè, mọi người thường đi bơi và có nhiều hoạt động ngoài trời. Chúng ta sẽ trả lời in the summer. Câu số 3, hai ba are they are the day long in the summer, vào mùa hè ngày dài phải không? Chúng ta coi vào mùa hè này. Vào mùa hè thì ngày dài và đêm thì ngắn. Vậy đúng rồi, ngày dài. Vậy là yes gì? Mùa ngày là số nhiều, chúng ta sẽ day và day are. Câu tiếp theo, what's your favorite season? What do you often do in your favorite season? Mùa yêu thích của bạn là mùa nào? Bạn thường làm gì ở mùa đó? I like, hoặc là ghi là my favorite season is fall. I often go fishing in the fall. Rồi, câu tiếp theo này, sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh nè. Chị gái tôi thì có một khuôn mặt trái xoan. My sister has an oval face. Câu 2 là có không có ly sữa, không có ly gì? Ly sữa. There. Có ít sữa nhưng không có ly. There is some milk. But there aren't any glasses. Không có cái ly nào hết. Câu tiếp theo có 27 nè. Khi trời nóng thì bọn họ đi công viên. When it is hot, vậy đây đây gì? They usually go to the park. Rồi, câu dưới đặt câu hỏi cho từ gạch chân. Câu số 1. Câu số 1 này, tôi xem TV 3 lần một tuần. Nó gạch chân 3 lần một tuần, nó hỏi mức độ thường xuyên. Mức độ thường xuyên là how often. Câu này không có không có to be, không có modal verb. Chúng ta phải mượn trợ động từ. I chuyển thành you. Do you watch TV? Câu số 2. Là Tuấn sẽ đi du lịch đến Huế bằng xe buýt. Nó gạch bằng xe buýt, hỏi phương tiện là how, có to be sẽ là to be. How is bar going to travel to Huế? Câu số 3 nè. Câu số 3 là hỏi cái gì? Tuấn thì gầy hơn Trung, viết tiếp câu thứ hai sao cho đồng nghĩa với câu thứ nhất. Trung thì mập hơn Tuấn. Trung is faster than Tuấn. Đấy, bài của chúng ta đây là hết rồi. Chúc các bạn học thật tốt và đạt được kết quả cao.